ngày 23 và 24 tháng 12, cựu hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô Dương Văn Hòa cùng một số lãnh đạo, cán bộ trường này bị đưa ra xét xử trong vụ án cấp hàng trăm văn bằng 2 tiếng Anh giả, thu lợi trên 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài những sinh viên mua bằng, có sinh viên đã trải qua kỳ thi tuyển đầu vào, đang chứng minh mình học thật, thi thật và đòi lại quyền lợi cho mình. Tối ngày 24 tháng 12, Tuổi Trẻ Online liên hệ với ông Phạm Ngọc Đoá, được giới thiệu trên trang web trường Đại học Đông Đô là chủ tịch hội đồng trường, để hỏi về kế hoạch trả lại học phí cho học viên đã nộp khi học văn bằng 2 tiếng Anh tại nhà trường. Ông Đoá nói, tôi nghỉ ở Đông Đô rồi, tôi không làm ở Đông Đô nữa. Tuy nhiên, thông tin trên website chính thức của trường Đại học Đông Đô vào lúc 19 giờ 20 phút cùng ngày, tên ông Phạm Ngọc Đoá vẫn đang nằm trong thường trực hội đồng, nắm giữ chức vụ chủ tịch.